Chào mừng các bạn quay lại với channel của Thể Thao Yes. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái đơn của For Game đến từ Hà Nội nha. Đơn hàng này hoàn toàn là online không. Khách hàng chuyển tiền cọc 7,5 triệu cho Thể Thao Yes. Mình lên đơn hàng. Đây mình sẽ chia sẻ các điểm lưu ý trong cái đơn hàng này nha. Đó thì cái công nghệ in chuyển nhiệt 450, thấy không? Nó chìm vào trong vải luôn. Đó thì chỉ có lấy kéo mà cắt ra thôi, mình logo cái bông thôi. Thể Thao Yes độc quyền bảo hành 6 năm ha. Ok, tiếp tục đó là cái form. Form rất là chuẩn ha. Ok, mình hơi nhăn tí xíu. Rồi tiếp tục thứ hai nữa là cái đường may đi, ba lai ha. Đó, đảm bảo độ bền gấp 3 lần. Rồi, vải công nghệ của Thể Thao Yes là vải thun lạnh 4 chiều ha. Ok. Và hôm nay mình sẽ giao cái đơn For Game 120 áo từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Đó, thì mình có sản phẩm tặng đây. Rồi, thì hẹn chào các bạn trong đơn hàng tiếp theo nha. Có Hoàng Ân nè.